đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha. Bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đầy an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắt son bên tâm cho đến cùng. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha. Bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con ở khắp nơi, giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa thêm sức cho đàn em, mỗi lớn lên mỗi biết thêm tình yêu nơi Chúa hiền. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Chúa ta sinh con vào đời, cho con bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ thân bao la, tình cha sáng cánh bay, tình mẹ cao vút mây. Con mừng lần trong hạnh phúc biết mấy, con nào cũng hát chi cầu Chúa xuống muôn ơn giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Thưa mòn nên cháy thiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhưng trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Hát ru con vào đời, đêm đêm mẹ thao thức, uốn nắn cho con thành người, mối tình phụ tử khôn vơi. Rồi khi con lớn khôn, trùng dương vô cánh bay, tấm lòng mẹ cha luôn mãi dõi bước.
Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong những ngày Tết, gia đình nào cũng có sum họp, con cái, cháu chắt ở xa đều về bên ông, bên bà, bên cha, bên mẹ, anh chị em để họp với nhau trong ngày đầu xuân mới, để thêm cái tinh thần thân ái giữa mọi thành viên trong gia đình, gia tộc. Hôm nay chúng ta cũng hiện diện ở nơi đây để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Và qua thánh lễ này, cái tinh thần hiệp thông lại càng sâu sắc hơn, đậm đà, thắm thiết hơn. Vậy chúng ta hãy sốt sắng để dâng thánh lễ hôm nay để xin Chúa ban phúc ấm cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, những người còn sống cũng như những người đã qua đời, được thêm hạnh phúc trong cuộc sống trần gian, nhất là hạnh phúc nước trời mà chúng ta muốn cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho bà cụ Teresa Trần Thị Xê mới hoàn tất cuộc đời trần thế. Xin cho linh hồn bà cụ được an nghỉ trong đấng phục sinh là Đức Giêsu Kitô. Và tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các linh hồn gia tiên ở trong các gia đình, gia tộc của chúng ta. Chúng ta nhớ tới các linh hồn Rosa, Pedro, Maria, Francisco, Cần, Anna, Joan, Maria, Pedro, Anna, Gregorio, Pedro, Maria, Jose, Pedro, Daming, Maria, Pedro, Jose, Anna, Micae, Anton, Anna, Augustino, Daming, Maria, Vicente, Daming, Jose, Pedro, Maria, Jose, Maria, Daming, Maria, Micae, Anton, Maria, Gregorio, Lazaro, Maria, Domenico, Teresa, Jose, Daming, Pedro, Maria, Simon, Jose, Maria, Marcelino. Hội đồng hương thánh cần cầu nguyện cho những người đã qua đời. Hội mân côi cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta cũng nhớ tới các linh hồn Anton, Marta, Jose, Maria. Nhóm Kinh Mân Côi, Hội Đức Mẹ Lên Trời cũng cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn Vicente, Maria, Anton, Jose, Maria, Pedro, Jose, Marta, Daming, Alfonso, Francisco, Anton, Thomas, Anna, Jose, Maria, Domenico, Maria, Francisco, Xavier, Maria, Anton, Paolo, Maria, Teresa, Anton, Maria, Anna, Daming, Jose, Vicente, Joan, Bosco, Matthew, Jose, Rosa, Maria, Daming, Jose, Pedro và tất cả các linh hồn trong địa ngục. Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy được hạnh phúc với Chúa trong nước trời. Vậy giờ đây, trước khi dâng thánh lễ, chúng ta khiêm nhường ăn năn thống hối, xin Chúa tha tội và thanh tẩy tâm hồn chúng ta bớt đi những bất xứng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đương bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vị danh nhân. Các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại. Các ngài là những người nhân hậu. Công đức các ngài không chìm vào quên lãng. Các ngài sống mãi trong dòng dõi các ngài. Gia tài quý báu của các ngài để lại là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mà đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Muôn dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn chung tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Phúng cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nương trời là của họ. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Hỡi muôn dân hãy nghe đây, xin lắng tai. Sống trên địa cầu, người sang kẻ hèn cũng như người giàu có, kẻ đói nghèo hay lắng tai. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là tai họa. Tại sao tôi phải sợ hãi khi bọn gian manh đồng ăn bùa vây tôi? Chúng cậy vào xứng mình và vinh vang vì giữ đầy của cả. Không thể tự cứu
chẳng cha nổi cho Thiên Chúa ra chuồng mang. Ra chuồng mang quá đắng, con người chẳng khi nào cha đủ để sống mà không thấy ngày tần số. Cũng trên kẻ ngu đần điên dài cũng tiêu vong, bỏ lại của cái mình cho người khác. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đừng sợ chi khi thấy ai trở nên giàu có, khi thấy vinh sang nhà họ gia tăng, vì khi trên họ chẳng mang theo đường chi cả, cái vinh sang cũng chẳng theo họ xuống mồ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa. Để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này, những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyển chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban an lành cho anh em và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa. Nguyện xin lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Người hãy thảo kính cha mẹ. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông tựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: người hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.
Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, tất cả anh chị em rất thân mến. Đạo hiếu Việt Nam dạy rằng chim có tổ, nước có nguồn, con người có tổ có tông, có cha, có mẹ rồi sau có mình. Là con cháu Lạc Hồng, ai cũng cảm thấy tình cha nghĩa mẹ như núi non cao vời, như sông sâu biển rộng. Ai cũng cảm thấy bổn phận phải sống sao cho tròn chữ hiếu. Ai cũng cảm thấy cần phải sống đền đáp ân nghĩa sinh thành, vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Với lòng thành kính như ơn tổ tiên, người Việt Nam thường đặt bát hương bài vị hay di ảnh ông bà tổ tiên. Có thể nói bát hương là một vật linh thiêng nhất trong các gia đình Việt Nam xưa kia. Với gia đình nghèo, người ta dùng chén ăn cơm với lưng chén gạo làm thành bát hương, để rồi có thể cắm vào đó vài cây nhang tỏ lòng thành kính tổ tiên. Bát hương không nói lên lời, nhưng với hành vi thắp nén hương, nó gửi gắm biết bao điều yêu mến tổ tiên. Với gia đình nghèo, bát hương là chiếc bát đẹp nhất trong gia đình. Thế nhưng, dù có nghèo đến đâu, vẫn không bao giờ oán trách tổ tiên, và cũng chẳng bao giờ vì nghèo mà quên tổ, quên tông. Khi hái được trái cây đầu mùa, người dân Việt Nam vẫn dành dâng kính tổ tiên, vì ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm say dần sàng. Đó là những hình ảnh rất đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam. Nó đẹp bởi vì tấm lòng tri ân thẳm sâu của con cái cháu chắt đối với tổ tiên. Nó đẹp bởi vì cho dẫu có nghèo khó vẫn giữ được sạch, dẫu rách vẫn giữ cho thơm, cho nét gia phong của gia tộc được duy trì từ đời này đến đời khác. Đó là cái đẹp mộc mạc, chân chất, tựa như cuộc đời chân lấm tay bùn của cha của mẹ đã lận đận lao đao nuôi con khôn lớn nên người. Cha mẹ không mong gì nơi con cái, chỉ mong cho con đói cho sạch, rách cho thơm. Gia tài cha mẹ để lại cho con không đặt trên giá trị vật chất để có thể cân đo đong đếm, mà là cái đức của người làm cha làm mẹ. Sống một đời lam lũ chỉ mong để đức lại cho con. Đạo hiếu của dân tộc Việt Nam còn dạy rằng sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Tấm lòng nhân nghĩa thay cho mọi lễ vật dâng tặng mẹ cha. Không có tấm lòng nhân nghĩa thì mọi hình thức phô trương bên ngoài chỉ là giả dối và trống rỗng, như cha ông ta vẫn thường nói. Khi sống thì chẳng cho ăn, đến khi thác xuống làm văn tế ruồi. Hôm nay, mùng 2 Tết, giáo hội mời gọi chúng ta hãy dành trọn ngày hôm nay để tỏ lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ. Vì trong đời một người, không ai có công lao với mình bằng cha mẹ, và càng không ai dám hy sinh một đời vì chúng ta ngoài cha mẹ. Ơn sinh thành, công dưỡng dục của cha mẹ thật lớn lao, đến nỗi việc hiếu kính tổ tiên đã trở thành đạo của cả dân tộc Việt Nam. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Chân tu là hiểu, là sống đúng với lương tri của con người. Không vì tình mà quên nghĩa, không vì tiền mà vong ân. Người chân tu phải biết sống ân nghĩa với cha mẹ, sống tốt với gia đình,
sống đẹp lòng mẹ cha. Đó là nền tảng đạo đức để sau này tung cánh vào đời, trở thành kẻ có ích cho người, cho đời. Tu thân tích đức tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Lòng hiếu thảo đạo làm con ấy được Thiên Chúa quy định trong giới răn thứ 4. Người hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Đây là giới răn duy nhất trong 10 giới răn nhận được lời chúc phúc. Nếu tuân giữ một cách trọn vẹn sẽ được sống lâu, giàu bền trên mặt đất. Năm Mục vụ 2018 với chủ đề đồng hành cùng các gia đình trẻ, Hội Thánh mời gọi các gia đình hãy sống yêu thương nhau theo lời dạy của Thánh Phaolô. Hãy yêu thương nhau, hãy biết chịu đựng lẫn nhau trong tha thứ, bao dung. Gia đình cần phải có sự yêu thương và phục vụ của từng thành viên trong gia đình mới mang lại một mái ấm yên vui, hạnh phúc. Gia đình mà không có yêu thương sẽ biến ngôi nhà thành hỏa ngục. Gia đình mà không có tinh thần phục vụ sẽ biến cuộc đời của mình thành gánh nặng cho những người thân yêu trong gia đình. Bên cạnh đó, lòng yêu thương và tinh thần phục vụ sẽ dạy cho chúng ta phải thảo kính cha mẹ, phải dấn thân để làm sao cho gia đình của chúng ta được an khang hạnh phúc, trở thành một thiên đàng nho nhỏ ngay trong cuộc sống trần thế này. Lòng yêu thương và tinh thần phục vụ cho tròn chữ hiếu còn là cái đức chúng ta để lại cho đời và cho con cháu mai sau. Đời trước đắp nấm, đời sau đắp mồ. Nếu không sống đúng với đạo làm con thì chính mình mai sau sẽ lánh lấy hậu quả của một cuộc đời bất hiếu, vong ân với cha, với mẹ, với tổ tiên. Vì sống trước đổ đầu, sống sau đổ đó. Nhân đầu xuân mới, kính chúc các gia đình đón nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Vậy ước gì những người làm con, làm cháu hãy sống hiếu thảo với ông bà tổ tiên của mình. Anh chị em thân mến, ông bà cha mẹ là quà tặng cao quý Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Trong ngày mùng 2 Tết, chúng ta nhớ đến công ơn cao dày của các ngài và thiết tha cầu nguyện cho người còn sống cũng như đã qua đời. Tình yêu của cha mẹ bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Xin cho ông bà cha mẹ chúng ta được hưởng muôn ơn xác hồn trong năm mới này, để các ngài được sống an vui trong tình thương của Chúa và lòng hiếu thảo của con cháu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Xin cho các bậc tiền nhân đã an nghỉ trong Chúa được hưởng hạnh phúc nước trời, vì đã hiến dâng cả cuộc đời để đem lại hạnh phúc cho con cháu và tha nhân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được hạnh phúc. Xin cho các con cháu hết lòng yêu mến ông bà cha mẹ, biết cầu nguyện cho các ngài và lấy cuộc sống ngoan hiền, đạo đức để đền đáp công ơn các ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta nỗ lực sống tử tế, yêu thương, để trở nên hiện thân của lòng thương xót ngay trong cuộc sống hàng ngày.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải yêu mến cha mẹ, xin cho chúng con hết lòng phụng thờ Chúa và hết tình con thảo kính mến cha mẹ, để khi trở nên những người con ngoan hiền của Chúa và của các ngài, chúng con đáng hưởng gia nghiệp nước trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng lạc của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật đầu xuân này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng phúc ấm của các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ tự nhiên, chúng con thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên, chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Cha mặc khải, chúng con mới nhận biết Cha là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là cha chung của tất cả chúng con. Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết tôn thờ và phụng sự Cha. Chính vì thế, hiệp cùng với các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu đó để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Anton chúng con, Đức Giám Mục Phó Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: con ở trên trời, đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cùng về với gia đình.
xuân, xin Chúa đưa dẫn anh chị em sống khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa. Bao giờ con quên. Cha ơi,
lòng thầm nguyện xin Thiên Chúa cho gia đình con hằng ngày chờ che nơi Chúa con luôn cậy nhờ. Cuộc đời của con biết cha thương mẹ yêu, đến nay tóc bạc ơn mẹ công cha thâm sâu. Còn gì đẹp hơn cũng đứng sinh thành mẹ cha, tựa nguồn mạch trong tuôn rưới ơn sâu nghĩa nặng. Hiếm lời cầu xin con khấn cha dù lòng thương, xin ban xuống ơn chung phúng cha mẹ. Cầu xin cho đấng sinh thành của con ngàn lời ngợi ca ơn Chúa xuống cho cha mẹ, một đời ngược xuôi năm tháng dương nuôi đời con, có đâu lẽ nào con lại hờ hững lãng quên. Từng giọt chán chứa công lao nhọc sinh của mẹ của cha mong ước cho con nên người, vỗ về ngày đêm say giấc cho con ngủ yên, con khôn lớn lên cho đến bao giờ con quên. Con biết cha thương mẹ yêu, đến ngày tóc bạc ơn mẹ công cha thâm sâu. Ôi đẹp hơn công đức sinh thành mẹ cha, tựa nguồn mạch trong tuôn rưới ơn sâu nghĩa nặng. Hiếm lời cầu xin cầu xin cho đấng sinh thành của con ngàn lời người ca ơn Chúa xuống cho cha mẹ, một đời ngược xuôi năm tháng dương nuôi đời con, có đâu lẽ nào con lại hờ hững lãng quên. Từng giọt sinh của mẹ của cha mong ước cho con nên người, vỗ về ngày đêm say giấc cho con ngủ yên, con khôn lớn lên cho đến bao giờ con quên. Cha chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới chúng con đã được dự tiệc mình và máu Đức Kitô,
chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, vùng đất này, mảnh đất này gọi là Nghĩa Trang. Trang có nghĩa là nhà, nghĩa là nghĩa tình. Mảnh đất này là nơi tràn đầy nghĩa tình giữa người còn sống cũng như người đã qua đời. Và chúng ta cũng gọi là nghĩa địa. Địa là đất. Mảnh đất này cũng là mảnh đất đong đầy nghĩa tình giữa người còn sống với người đã qua đời. Và nơi đây cũng sẽ là cái tương lai cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ đến đây để ở với nhau, đợi chờ ngày phục sinh vinh hiển. Giáo xứ nào thì cũng cần phải có nghĩa trang để an táng những người đã qua đời. Chúng ta đừng tưởng cái mảnh đất này còn rộng còn nhiều, nó sẽ trở nên chật hẹp, bởi vì người sinh chứ đất không sinh. Có rất nhiều giáo xứ ngày hôm nay không còn đất, đó là vấn đề. Thế nên giáo xứ đã mạnh dạn để mua thêm hơn 3 sào đất nghĩa trang cho giáo xứ. Món nợ thì vẫn còn đó. Tôi được ông quản trang cho biết mới trả được một phần rất nhỏ. Cho nên hôm nay là ngày đầu xuân mới, chúng ta cùng hiện diện ở nơi đây. Tôi muốn tất cả các gia đình, mọi người chúng ta cùng suy nghĩ về cái bổn phận của mỗi người trong giáo xứ, để chúng ta hãy quảng đại đưa bàn tay ra để cùng nhau nâng đỡ, gánh vác. Chắc chắn nó sẽ trở nên nhẹ nhàng cho hết mọi người. Ước gì chúng ta hãy đáp lại tất cả những tâm tình mà giáo xứ muốn dành cho tất cả mọi người, các gia đình vì mảnh đất Nghĩa Trang này. Và hiện nay thì Nghĩa Trang đang sắp xếp lại những cái phần mộ của các em thiếu nhi, nhi đồng. Và những gia đình nào có cái nhu cầu thì xin hệ liên hệ đến ban quản trang để cộng tác với ban quản trang, để những phần mộ của các em sẽ trở nên đẹp đẽ. Hiện bây giờ chúng tôi đang cố gắng làm cho những phần mộ của các em không có còn thân nhân nhận. Những phần mộ đó đang được chỉnh trang rất là đẹp đẽ. Và theo cái sự tính toán thì nó sẽ dôi ra khoảng gần 2 sào đất nữa. Và đó là cái quy hoạch rất là hợp lý cho tương lai của giáo xứ. Vậy xin quý ông bà, anh chị em cùng suy nghĩ để cộng tác với giáo xứ để chúng ta tôn tạo cũng như quy hoạch làm đẹp cái phần đất Nghĩa Trang này, cũng như chúng ta cùng can đảm quảng đại cộng tác với giáo xứ để mở rộng cái Nghĩa Trang này như cái phần đất mà chúng tôi đã mua. Và đây là cái nghi thức tiễn biệt bà cụ Teresa Trần Thị C. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài. Cho thi hài người chị em của chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm của chư thánh, và xin cho linh hồn người chị em này được Chúa cho hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai, để người chị em này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hậu cận bên vua muôn đời. Xin Chúa nói thương
Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em của chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em tín hữu này sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha. Khi cụ Teresa còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Chúa Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Teresa. Xin các tiên thần dẫn đưa Teresa vào thiên đàng. Và khi tới nơi, xin các thánh từ đạo đón tiêm và hướng dẫn Teresa vào thành thánh Jerusalem. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cúng thương cho người chị em chúng con được sống đời đời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thống hối, xin thương đưa người chị em chúng con về nước trời. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã cho người chị em của chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ sức dầu thánh, xin thương nhận người chị em của chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa. Chúa đã nuôi dưỡng người chị em của chúng con trong tiệc thánh mình bào máu Chúa. Xin thương nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúng con đang đau buồn, thương nhớ người chị em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong cây được vào sự sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, được Cha chi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Teresa. Tiếng người này không còn nước mắt nụ cười.
Lạy Chúa nhân từ,